bộ phim Hồng Hy Quang. Biên kịch Nguyễn Kế Chí, giám chế Trần Vũ Siêu, cố vấn võ thuật Trân Tử Đan, đạo diễn Trần Mộ Thắng. Với sự tham gia của các diễn viên Trân Tử Đan trong vai Hồng Hy Quang, Đặng Hào Quang trong vai Giang Cẩm Luân, Trân Chí Cường trong vai Cao Tiến Trung, Thái Hiểu Nghi trong vai Nghiêm Vịnh Xuân, Trương Gia Huy trong vai Phương Thế Ngọc, Tư Mã Hoa Long trong vai Phương Đức, Trần Tĩnh Doãn trong vai Miêu Thúy Hoa, Lương Cẩm Sơn trong vai Nghiêm Đam, Ngô Nghị Tướng trong vai Tam Đức Hòa Thượng, Hà Nghĩa Sinh trong vai Tam Giới Hòa Thượng, Dĩ Liệt trong vai Phùng Đạo Đức, La Liệt trong vai Hà Tác Đa, Lý Đạo Hồng trong vai Mục Lý Bố, Trần Kỳ Minh trong vai Đông Mẫn, Lương Nhật Hào trong vai Đồng Thiên Cân, Quỳnh Doãn Tài trong vai Càn Long, Trương Tranh trong vai Chí Thiện Thiền Sư, Quỳnh Thụ Đường trong vai Bạch Mi Đạo Trưởng, Ngô Quá Nghi trong vai Hồng Mẫu, Phan Chí Văn trong vai Hồng Đình Nam cùng một số diễn viên khác. Bây giờ ta dạy con bộ công pháp câu cá 6.5. Điểm thứ nhất, hàng tường tử thổi 6. Điểm thứ hai, thiên cấm. Điểm thứ ba, địa sát. Hầu tứ trộm đau. Phải che giấu, trái cấm qua. Điểm mỹ nhân lắc eo. Hợp thành công pháp câu cá 6.5. Bộ công pháp này có chỗ khó nhất chính là điểm và chấn, cũng tức là phải lấy sức mạnh phát huy ở trên mũi cung. Cung bản thân của nó có sự đàn hồi, đàn hồi cộng thêm công lực chính là điểm lực. Bây giờ con hãy thử đánh nát mấy quả hành đào này đi. Con có biết tại sao con đánh không nát quả hành đào không? Bởi vì con không thể lấy ba loại động lực hợp thành một. Làm lại đi. Vịnh Xuân, bộ quyền xà hạt tương tranh ta đã truyền cho con hết rồi. Con phải nhớ, con phải phát dương quang đại, bảo vệ chính nghĩa. Dạ sư phụ, con sẽ không phụ kỳ vọng của người. Chim ơi, người thì tốt rồi, tự do tự tại, muốn bay thì bay, muốn gặp ai cũng được. Ta thật đáng thương, ta muốn gặp Hồng đại ca một chút thì cha ta lại bắt ta coi tiệm. Không biết là Hồng đại ca đã luyện công tới đâu rồi hả? Linh Nhi, Linh Nhi à, con không qua đây phụ một tay. Dạ.
Từ sáng tới tối chỉ biết ngồi thẫn thờ à. Thiệt. Trời ơi, Linh Nhi à, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Lúc nào cũng để hồn ở đâu á? Con sao vậy hả? Cha khiêng xuống con lại khiêng lên. Đúng là. Cha ơi. Hả? Lúc nãy cha lên Thiếu Lâm tự, cha có nhìn thấy Hồng Đại Ca không? À, cha biết rồi. Con muốn lấy chồng rồi phải không? Hèn gì làm gì không có tập trung gì hết à? Ừ, thôi được rồi, cha cho con lên Thiếu Lâm tự đó. Đa tạ cha. Linh Nhi. Ờ, tôi đi hái hoa ngang đây thôi. Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi nha. Linh Nhi. Tướng công, tha thứ cho thiếp không biết dạy con. Thiếp rất hổ thẹn. Tuy rằng Tiến Trung có nhận lại thiếp, nhưng bây giờ nó đã thành người thấy lợi quên nghĩa, tham lam phú quý, nhận giặc làm cha. Hy vọng chàng ở dưới suối vàng hiển linh, giúp nó biết sai mà quay đầu lại. Bây giờ thiếp sống không bằng chết, xem ra ngày gặp lại chàng không xa nữa đâu. Huệ Na. Huệ Na. Đại phu, lần trước mẹ của tôi bị bọn giặc làm cho hoảng sợ, kể từ đó không nói không rằng ú rũ phiền muộn. Vì ông giúp cho mẹ của tôi chẩn đoán xem như thế nào. À, được, đề đốc đại nhân, để tiểu nhân bắt mạch cho phu nhân trước đã. Mời. À. Mẹ, con có mời đại phu tới bắt mạch cho mẹ. Đại phu. À. Tôi không có bị bệnh gì hết. Người cần khám bệnh chính là bọn họ đó. Đại phu à, à, rốt cuộc mẹ của tôi đã mắc phải bệnh gì vậy? Đề đốc đại nhân à, thật sự lão phu nhân không có bệnh, nhưng mà là... Nhưng mà như thế nào? Nhưng mà lòng của phu nhân đã chết rồi. Hả? Lòng đã chết? Đại phu, hả? Cho dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa hết bệnh cho phu nhân. Một đại nhân, tâm bệnh nó phải chữa bằng tâm dược, thứ lỗi cho tiểu nhân vô dụng. A Cầm, tiễn đại phu ra ngoài đi. Dạ, một đại nhân. Xin phép. Không lẽ vận mệnh đã an bài, ta và Huệ Na không có duyên phận sao? Đại nhân, ngài thấy có thoải mái chưa? Đại nhân, tôi có may cho ngài bộ đồ mới. Ngài xem có thích không? Kỹ thuật may của nàng cũng khéo lắm. Nhưng mà sau này nàng đừng làm những việc này nữa, cứ để hạ nhân làm. Còn nàng chỉ cần hầu hạ ta đàng hoàng, làm ta vui lòng thôi. Tạ ơn đại nhân. Giờ nàng đã biết điều nhiều rồi. Đại nhân, rốt cuộc tôi đã hiểu cái gì là đạo lý vui cũng làm người, không vui cũng phải làm người. Cho nên tôi đối xử tốt với đại nhân một chút, hy vọng đại nhân cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Nàng không những học được cách làm người, miệng lưỡi cũng ngon ngọt hơn. Đại nhân à, tôi có hầm tổ yến cho ngài dùng. Không cần đâu. Nàng phải nhớ, nàng không cần có tình cảm với ta, nàng chỉ cần hầu hạ cho ta chu đáo là được rồi. Đại nhân, ngài yên tâm đi, tôi biết thân phận bản thân mình là gì mà.
Tôi chỉ mong đại nhân ngài luôn vui vẻ, còn những chuyện khác tôi không dám nghĩ tới. Tốt. Nè, đại nhân ngài đừng gấp quá, ngài ăn hết tổ yến này đi đã. Không cần đâu, ta thích làm lúc nào thì làm lúc đó. Thí chủ, mời bên này. Đồ chay đã được nhà bếp chuẩn bị xong xuôi hết rồi, thí chủ cứ từ từ dùng. Làm phiền sư thái căn dặn giùm, đừng để người khác tới làm phiền tôi. Tôi biết rồi. Mẫn à. Tiến Trung. Mẫn à. Tiến Trung, muội thấy chúng ta cứ gặp nhau ở nơi này, trong lòng muội cứ luôn cảm thấy bất an. Có gì bất an chứ? Không lẽ muội quên rồi hay sao? Các sư cô bên ngoài đã bị chúng ta mua chuộc hết rồi. Tuy là vậy, nhưng mà muội cứ cảm thấy chúng ta hẹn nhau ở nơi này thì có dễ làm nhục thần linh. Làm nhục thần linh? Cho tới tận bây giờ muội còn tin thần linh sao? Cha của muội hết lòng trung thành với Đại Thanh, ông ấy chết như thế nào? Muội bị đầy làm thương chân, thần linh có giúp đỡ muội không? Quyển Lan chết thảm, thần linh có cứu cậu hay không? Muội còn tin thần linh à? Nếu như tin vào thần linh, chỉ bằng hãy tin vào chính mình. Thật ra đen trắng thị phi muội đã không phân biệt được. Không phân biệt được là sao? Từ sau khi muội được lòng của một Lý Bố thì không còn chịu nổi đau thể xác nữa. Muội nghĩ xem, nếu muội cứ tiếp tục chống đối hắn, hắn sẽ cho muội ra ngoài một mình sao? Chúng ta sẽ còn được gặp nhau sao? Tiến Trung, muội thấy chuyện đã tới lúc này, đúng hay sai đối với muội không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là huynh vẫn còn bên cạnh muội. Muội nghĩ vậy được thì quá tốt rồi. Hình như tâm trạng của ngài đang rất vui. Vậy sao? Nhà ngươi cũng nhìn ra à? Mặt mày đại nhân hớn hở, không biết là có hỷ sự gì hả? À Bằng, đôi lúc có một số việc ngươi không biết ngược lại sẽ tốt hơn cho ngươi. Dạ đại nhân. Đi, đi, đi mau. Đi, bỏ lên. Hai tên hòa thượng kia đã phạm phải tội gì? Tại sao người của chúng ta lại bắt họ? Đại nhân, gần đây nha môn đã điều tra ra được bọn cướp biển tránh quan phủ truy bắt, bọn chúng đã làm hòa thượng giả trốn ở trên Bảo Linh tự. Hai tên hòa thượng giả đó hôm qua mới bị nha môn bắt về. Hòa thượng giả? Đại nhân, ngài đang nghĩ gì mà vui vậy? Triệu Thiên Bằng, ngươi lập tức thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường. Đại nhân, chúng ta sẽ đi đâu? Phúc Kiến Thiếu Lâm tự. Phúc Kiến Thiếu Lâm tự? Ta nghi ngờ bọn người Hồng Đình Nam cùng với Hồng Hy Quang giống như bọn cướp biển bị bắt lúc nãy đang lẩn trốn ở Thiếu Lâm tự. Đại nhân muốn đích thân đi điều tra việc này à? Không sai, ngươi chỉ cần chứng thực bọn chúng đang ở Thiếu Lâm tự, đừng bao giờ bước dây động trừng. Hễ có tin tức lập tức hồi báo. Dạ, thì chức lập tức khởi hành. Khoan đã, ngươi có thấy Phùng Đạo Đức đã thay một đại nhân đi gặp Bạch Mi đạo trưởng chưa? Mấy ngày nay thì chức giám sát Bạch Mi đạo trưởng nhưng chưa thấy có hành động gì. Đi sớm về sớm. Dạ đại nhân. Hey, hay lắm. Hey, hey. Vở tuồng tối nay đúng thật là rất hay. Từ sau khi ta trở về kinh thành tới nay cũng lâu rồi chưa được thưởng thức vở tuồng hay. Tiểu nhân biết đại nhân thích xem hát tuồng, cho nên tiểu nhân đã cố tình cho mời đoàn hát từ Quảng Châu về đây để phục vụ cho đại nhân. Tiên Trung, cậu quả là hiểu ý của ta. Vẫn chưa hết đại nhân à?
Vào tháng sau, tiểu nhân còn mời các võ học kỳ tài tới để biểu diễn cho đại nhân xem. Ồ. À, nhưng chỉ đáng tiếc là... Đáng tiếc cái gì? Nghe nói là sư huynh của Phùng đạo trưởng, Bạch Mi đạo trưởng, thân là tuyệt học cái thế. Chỉ đáng tiếc, nào giờ chứ không có cơ hội để học hỏi. Phùng đạo trưởng. À, có. Võ công của sư huynh ông cao cường lắm sao? Tại sao trước giờ ta chưa từng nghe ông nhắc tới? Thật ra thì tiểu nhân biết Bạch Mi đạo trưởng đã sớm tới kinh thành rồi. Đại nhân trước giờ luôn thích kết giao với các kỳ tài giang hồ. Không lẽ Phùng đạo trưởng không giới thiệu cho đại nhân sao? Phùng đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? À, đại nhân à, mục đích lần này sư huynh tôi tới kinh thành là vì Phùng đạo trưởng, sao phải ấp áp úng như vậy? Không lẽ có chuyện gì không thể nói sao? Phùng đạo trưởng, không cần biết ông làm gì, tóm lại kỳ nhân giang hồ ông phải giới thiệu cho ta biết. Một đại nhân à, để tôi nói thẳng với ngài, tính khí của sư huynh tôi thực sự rất là kỳ quái. Cho dù ngài có mời, chưa chắc huynh ấy đã tới đâu. Cái gì? Ngay cả ta cũng không thể mời được ông ấy sao? Bần đạo không phải ý như vậy. Ông không có ý đó là được rồi. Tối nay ta sẽ thiết yến chiêu đãi ông ấy. Bất luận thế nào cũng phải mời ông ấy tới. Sư huynh, đệ tới thật đúng lúc. Ta đã giải độc giúp cho đệ rồi. Khi nào mới đưa xích long tới cho ta? Chuyện sao đó... Sao đệ cứ ấp úng vậy? Muốn gì cứ nói thẳng đi. Sư huynh à, huynh đừng có tức giận. Thật sự đệ hận tới nỗi muốn bắt được xích long ngay. Nhưng mà đệ cũng không biết hắn đang trốn ở đâu nữa. Chuyện này là đệ vô dụng. Sư huynh à, lần này đệ tới tìm huynh là có chuyện muốn nhờ huynh giúp đó. Đệ có nhiều chuyện cần ta giúp tới như vậy à? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Có gì cứ nói đi. Chuyện là thế này. Kinh thành đại học sĩ Mục Lý Bố đại nhân rất ngưỡng mộ võ công cái thế của huynh. Ông ấy muốn mời huynh tới phủ đi gặp mặt. Không biết ý của huynh thế nào hả? Ta nói đệ vô dụng quả thật đúng là vô dụng. Ta với đệ đã làm sư huynh đệ mấy mươi năm qua. Đệ còn không biết ta ghét qua lại với người trong quan trường hay sao? Sư huynh à, lần này một đại nhân cố tình mời sư huynh tới phủ của họ. Nếu huynh không đi, đệ không biết làm sao ăn nói đệ nữa. Không cần phải nói nhiều. Đó là chuyện của đệ. Ta nhất quyết không đi. Sư huynh à. Ra ngoài mau. Sao rồi hả Phùng đạo trưởng? Bạch Mi đạo trưởng nhận lời tối nay đi chịu tiệc chứ? Theo tình hình này, Bạch Mi đạo trưởng nhất định đã từ chối ông rồi. Thật ra tôi đã sớm đoán được việc này, nên biết chuyện này đối với Phùng đạo trưởng chắc chắn sẽ gặp một chút khó khăn. Cho nên lần này tôi cố tình tới đây giúp ông giải quyết khó khăn. Ông nên biết, nếu như tối hôm nay Bạch Mi đạo trưởng không chịu xuất hiện, một đại nhân mà biết được chắc chắn sẽ không vui. Phùng đạo trưởng, ông nói có phải không? Theo tao qua đây. Ta đã nói không đi, để còn tới phiền ta làm gì? Sư huynh à, để không tới làm phiền huynh, mà là một đại nhân, ông ấy kêu cao tiếng trung tới mời huynh đó. Để không biết từ chối thay ta. Sư huynh à, dù gì thì huynh cũng không đi. Nếu muốn từ chối, huynh tự từ chối đi. Coi bản mặt quỷ quyệt của đệ, ta không biết đệ muốn giở trò gì nữa. Sư huynh à, đệ không giở trò gì hết. Huynh cũng biết đó, Cao Tiến Trung là cái gai trong mắt của đệ. Lần này nếu như mà huynh không đi thì đệ sẽ bị chửi. Nếu đã là như vậy, đệ tội gì không lôi hắn xuống nước chung với đệ chứ. Sư huynh à, huynh có thể giúp đệ dạy dỗ hắn ta một trận, cho hắn ta biết tay có được không? Vậy sao? Được thôi, đệ hãy kêu hắn vào đây cho ta. Dạ. Cao Tiến Trung, sư huynh ta mời ngươi vào. Sư huynh à, Cao Tiến Trung tới rồi. Bái kiến Bạch Mi đạo trưởng. Cao Tiến Trung, ngươi về nói với một đại nhân là tối hôm nay ta sẽ tới phủ đúng giờ. Đại nhân à, để tôi giới thiệu, vị này là sư huynh của tôi, Bạch Mi đạo trưởng. Bạch Mi đạo trưởng, thất lễ. Đại nhân à,
Sư huynh của tôi là người luyện võ, không hiểu nhiều về lễ nghi, xin đại nhân thứ lỗi. Không sao, không sao. Cao đệ đốc có nói với ta, nói là người có tài ắt sẽ có phần đặc biệt hơn. Bổn quan bình sinh rất ngưỡng mộ những người có tài xuất chúng. Hôm nay bổn quan thành tâm mời đạo trưởng tới đây, cho nên tất cả cứ tự nhiên, không cần phải câu nệ. Đại nhân chiêu hiền đại sĩ, khiến tiểu nhân vô cùng bái phục. Bạch Mi đạo trưởng, bình này là nữ nhi hồng lâu năm, là đồ quý giá của một đại nhân, dùng để chiêu đãi đạo trưởng. Đạo trưởng, bổn quan xin kính ông một ly. Xin lỗi nha, bần đạo trước giờ không biết uống rượu. Không sao, không sao. Một đại nhân, lúc nãy ông nói không câu nệ lễ tiết. Tôi đã tới đây rồi, có chuyện gì xin nói thẳng ra đi. Bạch Mi đạo trưởng, tôi từng nghe Cao Đề Đốc và Phùng đạo trưởng nói, đạo trưởng võ công rất cao cường. Không biết là đạo trưởng có đồng ý phò trợ cho bổn quan không? Một đại nhân, bần đạo trước giờ độc lai độc giảng, không thích bị người khác quản thúc. Sư huynh à, đại nhân đây có lòng tốt, mong huynh hãy suy nghĩ lại. Đạo trưởng, nếu như được ông hết lòng tương trợ, bổn quan sẽ không tiếc bất cứ điều kiện gì. Một đại nhân, bần đạo trước giờ đối với công danh lợi lộc kim ngân châu báu đều không có chút hứng thú nào cả. Ông không cần phải tốn công vô ích. Bạch Mi đạo trưởng, thực ra mục đích lần này của một đại nhân mời ông tới đây chủ yếu là muốn nhờ đạo trưởng giúp đỡ cho đại nhân đối phó với Xích Long. Xích Long, ta cũng rất muốn gặp mặt hắn đây. Vậy thì tốt quá. Cũng may là đạo trưởng đã chịu giúp. Ông đừng có hiểu lầm, ta không phải muốn giúp ông, ta chỉ muốn cùng với Xích Long phân cao thấp thôi. Đạo trưởng nói sao cũng được, chỉ cần đạo trưởng ông chế phục được Xích Long đã là giúp tôi một việc lớn rồi. Các người nói gì cũng vô ích thôi, các người không hề biết Xích Long đang ở đâu. Đạo trưởng nói rất đúng, bốn quan cũng đang đau đầu vì chuyện này. Bẩm đại nhân, thật ra tung tích của bọn Xích Long, thuộc hạ đã có một chút ít manh mối. Thuộc hạ tin rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ có tin tốt trình báo. Sư phụ, sao người về sớm vậy? Không phải là người đi uống rượu sao? Đừng nhắc nữa. Sư đệ, đệ đang tức giận ai vậy? Sư huynh à, đệ không dám nổi giận với huynh, chỉ tại vì đệ nhìn không quen mắt cái loại tiểu nhân như Tiến Trung thôi. Đệ quả thật không sánh bằng hắn. Cao Tiến Trung hắn ta nói hắn sắp có tin tức của Xích Long, vậy còn đệ, đệ không hay biết gì cả. Sư phụ, sư bá, trà đã chuẩn bị xong rồi, xin mời vào trong dùng trà. Sư huynh à, chúng ta vào trong dùng trà đi. Có đệ tử qua là có khác mà, mới trở về lập tức có người hầu hạ. Số của ta không tốt như vậy. Có một tên ta muốn nhận hắn làm đệ tử, nhưng hắn nhất quyết không chịu theo ta, đúng là làm ta tức chết mà. Sư huynh à, kẻ đó là ai mà không biết tốt xấu vậy chứ? Thì chính là tên tiểu tử đó. Là tên tiểu tử nào vậy? Chính là cái tên gì mà Phương, Phương cái gì Ngọc đó. Có phải Phương Thế Ngọc hay không? Đúng, chính là Phương Thế Ngọc. Bộ đệ biết hắn hả? Khoan nhắc tới chuyện này đã, huynh đã gặp hắn ở đâu? Trước khi lên kinh thành, ta đã gặp hắn ở Phổ Điền Phúc Kiến đó. Phổ Điền Phúc Kiến, vậy tức là bọn Phương Thế Ngọc Hồng Đình Nam rất có khả năng trốn ở Thiếu Lâm Tự. Đúng rồi, Ngô Quá Giang. Dạ. Con hãy lập tức tới Phổ Điền Phúc Kiến điều tra cho rõ ràng. Nếu bọn chúng thực sự trốn trong Thiếu Lâm Tự thì lập tức trở về đây báo. Dạ. Sư huynh, huynh sắp được tỷ thí với Xích Long rồi đó. Cô nương, để thúc khách quan, ông bị sao vậy? Cô nương, để thúc, tôi bị bọn cướp cướp hết tiền bạc rồi, chém tôi bị thương. Vậy ai vậy có thể dẫn tôi lên Thiếu Lâm Tự để chữa trị được không? Nhưng mà gần đây Thiếu Lâm Tự đóng cửa, không ai cho vào đâu. Tôi nghĩ họ không thể nào thấy chết mà không cứu. Cha tính sao đi? Ôi trời ơi, ông ấy bị thương nặng quá. Linh Nhi đừng có nói nữa, mau đưa ông ấy lên dạ đó đi. Đi đi, chúng ta đi. Làm phiền cô. Ê Hồng Sư Đệ, sư Linh Nhi cô nương đưa một người bị thương lên đây, họ đang ở bên ngoài, để ra coi thế nào đi. Thạch Khắc Giải, bạn của tôi là đệ tử Tục Gia, tôi nghĩ chắc chắn huynh ấy sẽ cứu ông.
Đa tạ cô nương nhiều. Hi Quang. Sư phụ. Sư phụ, có chuyện gì mà gấp vậy? Linh Nhi cô nương dẫn một người bị thương lên đây, hiện giờ họ đang ở bên ngoài. Có chuyện vậy sao? Các con vào trong đi, để sư phụ ra ngoài coi trước. Tam Đức đại sư. Linh Nhi cô nương, vị thí chủ này bị sao vậy? Ông ấy bị bọn cướp chém bị thương, mau dìu ông ấy tới Thiếu Lâm tự cầm máu đi. Đúng vậy, làm phiền đại sư. Thí chủ, hay là lão nạp bắt mạch trước giùm thí chủ để xem vết thương thế nào? Được thôi đại sư. Thí chủ, xem cách ăn mặc của ông chắc là thương nhân đúng không? Dạ phải đại sư, tôi là một thương nhân, bởi vì không biết võ công nên bị bọn cướp chém trọng thương. Thì ra là vậy. Nhưng mà thí chủ, vô cùng xin lỗi, bởi vì bổn tự đã có phần cũ nát, hiện nay đang được tu sửa, tạm thời không tiện tiếp đãi khách khứa. Tôi thấy hay vậy đi, lão nạp sẽ quay trở về tự lấy ít thuốc điều trị cho ông, như vậy sẽ tiện hơn. Xin thí chủ chờ một chút. Vết thương của kẻ đó rõ ràng là do tự mình gây ra. Nếu như hắn bị bọn cướp làm trọng thương, lưỡi đao lớn như vậy, sức lực chắc chắn không vừa. Nhưng theo đệ vừa quan sát, vết thương của hắn ngược lại không hề sâu lắm. Với lại lòng bàn tay của hắn có nhiều vết tích của việc cầm đao lâu ngày, thương nhân bình thường hiếm có. Cho nên đệ tử nghi ngờ tên đó là mật thám mà triều đình phái tới dò thám. A-di-đà-phật. Ngã Phật từ bi, trời cao có đức hiếu sinh. Nếu như hồng thi chủ bọn họ đang nguy hiểm tới tính mạng, thì chúng ta nhất định càng phải bảo vệ họ thật tốt. Tam Đức à. Dạ. Từ bây giờ trở đi, toàn tự phòng bị cao độ, tất cả các tăng nhân không được tùy tiện ra ngoài. Đệ tử tuân lệnh. Tình hình không nghiêm trọng lắm, do ăn đồ không sạch sẽ nên mới bị nổi mẩn. Ở đây tôi có gói thuốc là tắc kè xây nhuyễn thành bột, chú uống vô là bệnh sẽ khỏi ngay. Đa tạ nha đại phu. Xin hỏi bao nhiêu tiền vậy? Cô nương xin được khách sáo, mình vì mọi người, mọi người vì mình. Bản thân tôi ra đời hành y cũng là muốn tích đức. Nếu cô kiên quyết trả tiền như vậy, thì cô cứ dùng số tiền đó mua đồ ăn lên Thiếu Lâm tự tặng cho các tăng nhân sẽ có ý nghĩa hơn. Cũng phải ha, để khi tôi giao đồ lên Thiếu Lâm tự, tiện thể mua thêm chút đồ, tôi sẽ nói là do ông tặng. Đại phu, vậy tôi lên núi nha. Cô nương. Có gì không đại phu? Tại sao cô lại không lấy thuốc cho mẹ cô uống trước? Ha, chút nữa tôi quên mất. Sư phụ, sư tôn. Quả nhân, có gì từ từ nói, không cần quản hốt. Toàn bộ người trong tự sau khi ăn cơm xong đều bị trúng độc hết, với lại mọi người còn không ngừng ói mửa. Lập tức kêu đại phu trong tự coi thử. Đại phu nói loại bệnh này chỉ cần uống tắc kè xanh xây nhuyễn thành bột thì mới hết. Bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa, chúng ta đâu có được sát sinh. Cha ơi. Hả? Lần này tiêu rồi. Ê, sao lúc nào con cũng như vậy, có gì từ từ nói chứ. Không phải, toàn bộ người trên Thiếu Lâm tự đều bị trúng độc hết rồi. Hả? Đại phu, ông còn ở đây thì tốt rồi, mau theo tôi lên núi đi, đừng có ăn nữa. Mau lên, mau lên đi, mau lên, mau đi cứu họ, nhanh lên. Thật sự đa tạ đại phu nhiều.
Phương trượng, không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ cần theo căn dặn của tôi, dùng bột thuốc pha với 2 miếng gừng rồi uống là hết ngay. À, đa tạ đại phu. Không cần khách sáo. À, phải rồi Phương trượng, ngoại trừ các tăng nhân lúc nãy ra, không biết còn người nào bị trúng độc nữa hay không? Ồ, đại phu, có thì vẫn có, vẫn còn 4 người nữa. Nhưng có điều, bọn họ đều là những tăng nhân lớn tuổi nhất ở trong bổn tự, đi lại không được tiện. À, hay là như vậy đi đại phu, ông hãy giao 4 gói thuốc cho lão nạp, để lão nạp sắp xếp là được. À, Phương trượng, hay là gì? Để tôi đích thân vô chữa trị cho bọn họ, có được không vậy? Không cần làm phiền tới đại phu. À, vậy thì đại phu à, tiền chẩn bệnh là bao nhiêu? À, không cần khách sáo. Tôi chỉ là mang theo tấm lòng tới cứu người. Huống hồ, mọi người còn là người xuất gia. A-di-đà-phật. Quả nhân. Dạ. Tiến đại phu xuống núi đi. Dạ rõ, sư tôn. Đại phu. Xin cáo từ. A-di-đà-phật. Linh Nhi. Đại sư. Đà tạ cô nương. Đại sư, đừng khách sáo mà. Đại phu mời. À, tiểu sư phụ. Dạ. Cho hỏi nhà sĩ nằm ở đâu? Cứ đi thẳng tới cuối đường rồi quẹo qua là tới. À, đa tạ. Sau khi đi xong tôi sẽ tự trở về, không cần đợi tôi. À, được được được. Dù gì tôi cũng còn phải làm việc. Mời đại phu. Hồng thí chủ. Ai đó? Mời vào. Đại phu cho thuốc nè. Mau pha rồi uống đi. Mau lên, mau lên, mau lên. À, mau lên, mau lên. Hồng Đình Nam trốn ở Thiếu Lâm Tự. Cao Đề Đốc. Kỳ Tổng Binh, làm phiền ông đi thông báo một tiếng, tôi có việc rất quan trọng, cần phải gặp mặt Mục Đại Nhân. À, thật ngại quá. Mục đại nhân mới sáng sớm đã vào cung gặp hoàng thượng, tới giờ vẫn chưa về. Như vậy sao? À, vậy tôi có thể ở đây chờ mục đại nhân trở về được không? À, đương nhiên được. Cao đại đốc, ngài chờ một chút, tôi lập tức căn dặn hạ nhân đi pha trà. Xin đa tạ. Tự nhiên. Tiếng trung. Tiếng trung. Tiếng trung. Tiếng trung. Có chuyện gì sao? Muội. Tại sao muội ấp áp uống vậy? Có chuyện gì muội nói nhanh lên. Muội. Muội có thai rồi. Không thể nào. Muội đã mang cốt nhục của huynh. Sao lại như vậy? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đừng nói nữa. Ở đây ta dắt mạch trường. Muội mau vào trong đi. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau cho cũ. Ừ. Mau vào trong đi. Đề đốc đại nhân. À, Quế Nga tỷ, phiền tỷ thông báo với Kỳ Tổng Binh một tiếng. Tỷ nói là tôi có việc rất là gấp, phải trở về nha môn. Ngày mai tôi sẽ tới bái kiến đại nhân. À, để tôi tiễn ngài ra. Ê, ngoài. Không cần. A Mẫn, mùi mang thai thật rồi sao? Có nhầm lẫn gì hay không hả? Là đại phu nói đó. Ông ấy nói mùi đã có thai được hơn 2 tháng rồi. Có khi nào là của một ly bối hay không? Làm sao mùi khẳng định được? Một ly bố không thể có con. Quynh còn nhớ Thạc Thác không? 20 mấy năm trước, ông biết mình không thể có con, cho nên mới nhận Thạc Thác làm con nuôi đó. Chuyện này tuyệt đối không để cho một ly bố biết được. Nếu không thì hắn nhất định không tha cho chúng ta.
tiếng Trung. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thôi thì cứ phá bỏ đứa con này đi cho rồi. Không được, muội tuyệt đối không được tổn hại tới cốt nhục của chúng ta. Thật ra muội cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà đợi mấy tháng, lúc đó bụng của muội to lên phải làm sao đi? Biết là như vậy nhưng vẫn chưa đi tới bước đường cùng. Biết đâu vẫn còn cách khác thì sao? Không có, chúng ta không còn cách nào khác, trừ phi chúng ta chạy trốn. Chạy trốn à? Đúng vậy. Chuyện đã tới nước này, chúng ta chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Một là phải hy sinh cho đứa con của chúng ta, hai là từ bỏ kế hoạch phục thù ta vẫn giữ bấy lâu nay. Tiếng Trung, giờ dị huynh, muội thả bỏ đứa con này đi. Mẫn à, vì muội, vì tương lai của chúng ta và vì đứa con của chúng ta, huynh thà hy sinh tất cả. Tiếng Trung, huynh thật là tốt với muội. Mẫn à, đừng chậm trễ nữa, muội lập tức về chuẩn bị hành lý. Sau canh ba hai chúng ta gặp nhau đi. Hả? Được. Đồ tiện nhân, ngươi ở đây làm gì hả? Muốn chạy trốn có phải không? Nói đi, giang phu lại còn không chịu nói. Nếu người không nói, ta sẽ giết chết người. Đại nhân, giết loại tiền nhân giả chỉ là bẩn tay của đại nhân thôi. Đại nhân cứ để tôi chức làm. Được, ta giao ả cho cậu giải quyết. Lát nữa đem xác quả tới gặp ta. Dạ, đại nhân. Muội sợ quá. Muội cứ tưởng tên xấu xa đó đã biết quan hệ của chúng ta rồi. Cũng may nhờ có huynh cơ trí. Rốt cuộc là ai đã báo tin vậy chứ? Chính ta đã báo. Lão huynh, lão huynh đã báo tin. Đồ tiện nhân. Là cô, cô tự làm tự chịu. Huynh nói huynh tha thứ cho muội mà. Không sai, ta từng nói yêu cô, ta nói tha thứ cho cô, nhưng tất cả đó chỉ là giả dối. Tại sao huynh lại đối xử với muội như vậy? Tại sao à? Cô còn nhớ 5 năm trước tôi hẹn cô cùng cô chạy trốn, nhưng cô đã gạt tôi. Cô đã thất hứa, để tôi vào con đường cùng. Kể từ lần sau đó, tôi đã thề rằng là tôi sẽ trả thù. Tôi muốn để cho cô nếm thử mùi gì bị phản bội như thế nào. Chuyện năm đó, suốt cả cuộc đời này ta không thể nào quên được. Nhưng mà ta cũng phải đa tạ cô. Cũng chính nhờ lần đó ta mới học được cách làm người dựa vào chính bản thân mình. Phải chỉ bản thân của mình, làm người phải bất chấp thủ đoạn, tâm lang thủ độc. Cô coi tôi bây giờ đi,
Tôi không phải càng treo càng cao đó hay sao? Tôi thật sự không ngờ huynh lại là hạng người như vậy. Thì ra huynh vẫn chưa quên chuyện lúc trước giữa hai chúng ta. Đúng vậy, câu chuyện đó tôi sẽ không bao giờ quên được. Vốn dĩ tôi còn muốn chơi cô thêm một thời gian nữa, nhưng mà thật đáng tiếc cô đã mang thai rồi. Muốn trách thì hãy trách Mục Lý Bố bất lực, chứ nếu không thì ta có thể chối phăng tất cả. Sau khi cô nghe xong những lời này chắc cũng đã hiểu ra rồi chứ. Cô chết cũng đừng có nhắm mắt. Cô phải nhớ chuyện lần này là do chính cô đã tự mình hại mình. Cô không thể nào trách tôi được. Đại nhân, Ti chức đã theo lời căn dặn của ngài giết chết ả tiện nhân này rồi. Ả tiện nhân này có chết cũng đáng. Đại nhân, có cần ngũ mã phanh thay ả để trút hết cơn giận trong lòng đại nhân không? Kỳ tổng binh. Có tiểu nhân. Ngươi hãy kêu người đem chôn cất ả ta đi. Dạ. Tiên trùng, cũng may là cậu thông báo cho ta biết ả tiện nhân này muốn chạy trốn cùng với giang phu. Nếu không thì ả đã ôm của chạy trốn rồi. Đại nhân, ti chức nên hiếu trung với đại nhân mà. Thật ra thì đại nhân không cần phải vì hạng phụ nữ này mà phiền lòng. Đại nhân, thật ra ti chức vẫn còn có một tin tốt muốn bẩm báo với đại nhân. Nói. Ti chức có phái người tới Thiếu Lâm Tự và điều tra ra tung tích của bọn loạn đảng. Tốt. Tiên trùng, cậu làm rất tốt. Đại nhân, lần này ti chức muốn đích thân dẫn binh tới Thiếu Lâm Tự lập công cho đại nhân, để đại nhân ở trước mặt hoàng thượng có được khen thưởng. Không được. Vì chuyện này vô cùng quan trọng, ta sợ mình cậu khó đối phó. Luân về tài trí cậu đích thực vượt trội hơn người, nhưng mà luân võ công cậu không thể sánh bằng với Xích Lùng. Hiện tại trong phủ ta có Phùng Đạo Đức và Bạch Mi đạo trưởng hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Ta sẽ phái hai người họ cùng đi với cậu, như vậy mới không có sơ sót. Đại nhân, tuy chức chỉ e là bọn họ sẽ không nghe lời tôi chỉ huy. Về điểm này cậu không cần phải lo. Tóm lại ai bắt được Xích Long thì sẽ lập được công. Dạ, đại nhân. Khách quan, bánh bao có rồi. À, phiền cô thêm nước nha. Được, xin đợi một chút. Đi. Quan sai đại nhân, có chuyện gì vậy? Ta là quan sai triều đình được phải điều tra loạn đảng Nhật Nguyệt Hội. Ông hình như là người hôm đó. Tất cả nghe đây, kể từ bây giờ ta sẽ phái người phong tỏa tất cả lối ra vào của Thiếu Lâm Tự. Bất cứ ai xông vào đó hoặc là có kẻ nào đi báo tin, ta sẽ giết chết không tha, nghe rõ chưa? Dạ biết. Nè, còn nữa, ngày mai đại quân sẽ tới đây, cho nên các người phải chuẩn bị đồ ăn ngon rượu ngon để tiếp đãi Cao Đề Đốc đại nhân. Hả? Dạ được. Thì giúp một tay đi. Sư tôn, Cao Tiến Trung đã cho quân tiến vào đây, hắn muốn truy bắt bọn người Hồng Thí Chủ. A Di Đà Phật. Chuyện phải tới, rốt cuộc cũng tới. Phương trưởng, Thiếu Lâm Tự là thánh địa Phật môn, sao nói xét là xét chứ? Bọn họ khi thế bừng bừng, xem ra nếu không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tam Đức à, triệu tập võ tăng. Đệ tử hiểu rồi, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản họ.
Hai vị thí chủ, Thiếu Lâm tự là nơi Phật môn thanh tịnh, các vị lại muốn lục xét bổn tự, e rằng có sự bất tiện. Tam đức, nếu bổn quan nhất quyết vẫn muốn vào trong thì sao? Nếu thí chủ nhất quyết vào trong, tôi e rằng đại nhân sẽ có bất kính với đương kim hoàng thượng. Ủa? Người trên thiên hạ đều biết hoàng thượng ưu lễ Phật môn, tôn kính tam bảo. Nếu như đại nhân đây nhất quyết làm phiền bổn tự, sợ rằng làm phẫn nộ Long Nhan. Các người che giấu loạn đảng, cho dù hoàng thượng có biết được thì cũng không trách tội bổn quan. Tam đức, nếu biết thức thời thì hãy lập tức giao Hồng Đình Nam ra đi ngay. Nếu không thì ngươi đừng trách ta khiến Thiếu Lâm tự trở thành binh địa. Nếu như hai vị cố chấp như vậy, bần tăng không còn gì để nói. Các hộ pháp nghe lên. Có.